Quỳnh Lam là một bé học sinh rất là xứng đáng để được nhận học bổng của trường Peninsula. Quỳnh Lam có một cái học bạ rất là nổi bật, cho nên là sau khi xem xét thì trường đã quyết định trao học bổng 100% cho bé Quỳnh Lam năm học 2024-2025. Trường Peninsula thì mỗi năm đều thông qua IDP và dành đặc biệt cho những học sinh đã nộp qua IDP những học bổng 50% và 100% học phí cho lớp 11 và lớp 12 tại trường. Để được học bổng ở trường Peninsula thì các bé cần thứ nhất là về học lực, và điều kiện thứ hai nữa đó chính là điểm IELTS. Cái bước thứ ba là trường sẽ, thầy hiệu trưởng của trường sẽ phỏng vấn các bé, và trong cái quá trình phỏng vấn này cũng là để giúp cho trường tìm hiểu thêm về các bé, mong rằng là trong thời gian sắp tới sẽ có rất là nhiều bạn sẽ biết đến học bổng hơn và tiếp tục cái sự liên kết giữa trường với IDP và với các bạn học sinh Việt Nam của mình.